Tại huyện Krông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua đã xảy ra tình trạng nhiều hộ dân nhận khoáng khiếu kiện khiếu nại kéo dài với công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Từ đó, có một số đối tượng đã kích động lôi kéo tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Giữa tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đối thoại để xem xét giải quyết các kiến nghị khiếu nại của người dân nhận khoáng tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Sau buổi đối thoại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản báo cáo Chính phủ và Thanh tra Chính phủ xem xét để tổ chức thanh tra toàn diện tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi nhằm làm rõ toàn bộ sự việc. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo cho các sở ban ngành và huyện Krông Bắc phối hợp ổn định tình hình khiếu kiện, khiếu nại, không để kẻ xấu lợi dụng vụ việc trên để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Mục đích chính thì là kéo lại cái sự đoàn kết của bà con nhân dân trên địa bàn. Trước đây thì trên địa bàn có những cái trường hợp là mất đoàn kết giữa người dân với người dân do liên quan đến công ty cà phê Thắng Lợi, giữa người nộp sản và cái người không nộp sản. Thì qua các cái phong trào thì chúng ta cũng đã kéo lại được cái tình đoàn kết của bà con nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là vùng Thắng Lợi. Để chủ động trong cái công tác tuyên truyền vận động đối với nhân dân, thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành một cái kế hoạch tổ chức cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã Hà Đông, nhằm để mà tuyên truyền cho nhân dân trong thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt các cái quy định của pháp luật trong tham gia khiếu kiện để giúp cho nhân dân xây dựng cái khối đoàn kết. Trong thời gian Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đang xem xét giải quyết vụ việc trên, cấp ủy chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận khoáng tại công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi yên tâm làm ăn, nâng cao cảnh giác với những kẻ xấu, lợi dụng vụ việc để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kích động, lôi kéo công dân tập trung đông người khiếu kiện, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật và gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.